Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Và hôm nay, cùng với mình đến với Apple News số 189 để xem những thông tin hot nhất của Apple trong tuần này nhé. Tại Canada, các vụ trộm có liên quan đến iTest đồng loạt gia tăng. Điều đó khiến cho cảnh sát phải gửi lời cảnh báo tới người dân. Theo cảnh sát khu vực York, Canada, iTest được tội phạm sử dụng như một phương thức mới nhằm theo dõi vị trí xe, thường là xe hạng sang và tìm cách để đánh cắp. Cụ thể, khi những chiếc xe này đổ ở bãi đỗ xe hay trung tâm thương mại, kẻ gian sẽ tiếp cận và gắn iTest ở vị trí khuất tầm nhìn, chẳng hạn như nắp bình xăng, nắp của móc kéo để chủ xe không phát hiện. Thiết bị định vị của Apple giúp chúng có thể biết điểm đến của xe hay nhà của chủ nhân, từ đó thực hiện các vụ trộm. Theo cảnh sát địa phương, tội phạm vẫn dùng phương thức cũ để đột nhập và khởi động xe, nhưng việc theo dõi giờ đây có sự tham gia của thiết bị đời mới là iTest. Từ tháng 9 đến đầu tháng 12, ít nhất 5 vụ trộm trong khu vực có liên quan đến thiết bị này và đang có dấu hiệu gia tăng. Việc sử dụng iTest để làm thiết bị theo dõi được các chuyên gia cảnh báo từ lâu, Apple cũng khuyến nghị không nên sử dụng iTest để theo dõi, đồng thời bổ sung tính năng cảnh báo nếu một iTest lạ ở gần liên tục. Tuy nhiên, tính năng này chỉ dành cho những người dùng iPhone và không phải lúc nào nó cũng hoạt động ổn định. Theo cảnh sát Canada, người dân nên thường xuyên kiểm tra xe để phát hiện các thiết bị lạ nếu có, đồng thời rà soát ngay nếu nhận được cảnh báo có iTest ở gần mình. Theo DigiTime, TSMC, công ty sản xuất chip cho Apple, đang lên kế hoạch thử nghiệm sản xuất chip 3 nanomet và nó được cho là con chip M3 của Apple. Báo cáo trích dẫn từ các nguồn tin giấu tên cho biết, TSMC sẽ chuyển sang quy trình sản xuất số lượng lớn. Vào quý 4 năm 2022 và bắt đầu giao chip 3 nanomet cho khách hàng như Apple và Intel vào quý 1 năm 2023. Như thường lệ, tiến trình 3 nanomet mới sẽ giúp cải thiện hiệu năng cũng như khả năng tiêu thụ năng lượng, giúp các mẫu iPhone và máy Mac ra mắt trong tương lai có hiệu năng mạnh mẽ và thời lượng pin cũng tốt hơn. Loạt máy Mac silicon đầu tiên của Apple được trang bị con chip M1 đã mang lại hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Do đó sẽ rất thú vị khi xem bộ xử lý silicon tiếp theo dựa trên tiến trình 3 nanomet sẽ có hiệu suất mạnh mẽ như thế nào. Dự kiến các thiết bị đầu tiên được Apple sử dụng chip 3 nanomet có thể ra mắt vào năm 2023, bao gồm các máy iPhone 15 với chip A17, máy Mac silicon với chip Apple M3. Một rò rỉ trước đó cho biết chip silicon M3 sẽ có CPU lên tới 40 nhân. Nếu thông tin này là sự thật thì nó là cải tiến rất lớn so với chip M1 hiện tại vốn chỉ có 8 hoặc 10 lõi. Trong khi đó, các máy có chip M2 và các mẫu iPhone 14 dự kiến sẽ sử dụng chip trên quy trình N4 của TSMC. Đây là một bước lặp lại của quy trình 5 nanomet. Vào ngày 1 tháng 12 vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã gây sốc với mọi người khi ông cho ra mắt một chiếc kèn Cyber Whistle với mức giá $50. Và ông cũng không quên cà khịa chiếc giày lau $19 của Apple. Thiết kế chiếc còi lấy cảm hứng từ hình dáng xe bán tải Cybertruck của Tesla, chỉ vài giờ sau đó, sản phẩm đã cháy hàng, dù được bán với mức giá đắt đỏ. Ông chủ Tesla cũng không quên cà khịa miếng vải lau $19 của Apple và khuyên mọi người rằng đừng phí tiền mua tấm vải ngớ ngẩn đó, mua còi của chúng tôi đi. Nhiều người còn đùa rằng Elon Musk nên cân nhắc chuyện bán thêm tấm vải Tesla để họ có thể lau chiếc còi Cyber Whistle của mình. Một người dùng Twitter đã bình luận, vải rồi sẽ hỏng nhưng thép không dĩ sẽ bền mãi mãi. Tấm vải Polysinclore được Apple giới thiệu vào giữa tháng 10, có nhiệm vụ duy nhất là làm sạch màn hình nhưng có mức giá $19, hơn 400.000 tiền Việt Nam. Mức giá đắt đỏ đó khiến sản phẩm thu hút sự chú ý, thậm chí Elon Musk cũng từng cà khịa về tấm vải. Khi đó, Tim Cook đăng Twitter về Apple Store mới ở Istanbul và Elon Musk đã nói với mọi người rằng hãy đến đó và xem chiếc dĩa lau của Apple. Apple vừa thông báo rằng sẽ cho ra mắt tai nghe Beats Studio Buds phiên bản giới hạn và nó là sự hợp tác giữa Apple và thương hiệu thời trang nổi tiếng Union nhân dịp 30 năm thương hiệu này được thành lập. Theo Apple, Beats Studio Buds phiên bản giới hạn có thiết kế màu đỏ, đen và xanh lục. Nó lấy cảm hứng từ lá cờ Liên Phi và tôn vinh nguồn gốc của Union với tư cách một doanh nghiệp thuộc sở hữu của người da đen. Cây sạc của chiếc tai nghe này cũng đi kèm với màu sắc tương tự và có cả logo của Union. Beats Studio Buds mới sẽ được bán độc quyền tại các cửa hàng ở Los Angeles và Tokyo của Union bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 với mức giá $144.99, khoảng 3,4 triệu đồng. Đây là mức giá tương đương với Beats Studio Buds bản tiêu chuẩn ra mắt vào tháng 6 với màu đỏ, đen và trắng. Được biết, các tính năng nổi bật của Beats Studio Buds là thiết kế nhét tai cực kỳ nhỏ gọn, không có phần thân kéo dài như AirPods. Tai nghe này cũng giúp trang bị tính năng chống ồn chủ động giúp loại bỏ âm thanh không mong muốn. Tai nghe có tính năng xuyên âm giúp cho người dùng có thể nghe âm thanh xung quanh. Tai nghe này được trang bị bộ vi xử lý đến từ Apple, giống như các sản phẩm khác của Beats. Vì không được trang bị chip W1 hay H1 cho nên tai nghe sẽ không hỗ trợ tính năng Spatial Audio trên Apple Music. Beats Studio Buds hỗ trợ kết nối nhanh trên cả thiết bị Apple và Android. Nó có thời lượng pin lên đến 5 giờ cho mỗi lần sạc, hỗ trợ Hey Siri, khả năng chống mồ hôi, kháng nước được xếp hạng IPX4 và cuối cùng là hỗ trợ tính năng Find My. Và đó là những thông tin rất là hot của Apple mà mình thu thập được trong tuần này. Các bạn nghĩ sao về chiếc còi $50 Cyber Whistle của Elon Musk? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.